Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay đồ bảo hộ .net xin gửi tới quý vị các bạn review sản phẩm ống tay chống nước. Hôm trước thì đồ bảo hộ .net đã review cho quý vị các bạn sản phẩm ống tay chống nước bằng chất liệu vải ni lông. Sản phẩm với giá thành rất là rẻ, hợp với người tiêu dùng. Và hôm nay đồ bảo hộ .net xin review cho quý vị các bạn về sản phẩm ống tay chống nước cao cấp. Sản phẩm này là cực kỳ dày dặn và chống nước cực kỳ tốt. Vâng, quý vị các bạn có thể nhìn thấy sản phẩm đây, với chiều dài lên tới 40 cm, hơn 40 cm, phù hợp với tất cả các cái ngành lĩnh vực sản xuất liên quan đến nước. Vâng, sản phẩm được làm bằng chất liệu vải áo mưa cực kỳ tốt, bề mặt được phủ nhựa PVC chống nước. Vâng, dày dặn. Bên trong thì là lớp vải bạc màu xanh. Sản phẩm thì được màu xanh, rất là hợp với tất cả các lĩnh vực ngành nghề, sạch sẽ, an toàn. Vâng, đấy, quý vị có thể nhìn thấy đường may cực kỳ chắc chắn này. Và sản phẩm thì có chun ở hai đầu. Thì các sản phẩm thì được thiết kế rất là tiện dụng, với cả một đầu thì chun hẹp và một đầu chun rộng để cho dễ dàng vừa đi bao tay và bo cổ tay để chống nước vào trong tay cực tốt. Và đấy, sau đây tôi xin được đeo cái bao tay này để cho quý vị các bạn thấy cái độ dài của sản phẩm. Vâng, đấy, đấy, sản phẩm là kéo dài được lên đến hết cả bắp tay ở bên trên của tôi. Vâng, cực kỳ chắc chắn, thoải mái. Quý vị các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Và đây, quý vị các bạn nhìn cái phần cổ tay đây, là không có nước và bụi nước các thứ có thể vào trong tay được. Và đấy, cái sản phẩm này là được đồ bảo hộ .net thiết kế và may trực tiếp tại xưởng may của chúng tôi, với giá thành bán lẻ và bán buôn thì cực kỳ tốt. Sản phẩm đang được đồ bảo hộ .net bán lẻ với giá cực kỳ ưu đãi, 39.000 đồng một đôi này. Và đấy, và quý vị các bạn có nhu cầu mua sản phẩm ống tay chống nước với số lượng lớn, vui lòng liên hệ trực tiếp với đồ bảo hộ .net để được báo giá tốt nhất. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của đồ bảo hộ .net. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.